Nhiều người đóng thuế đã nộp hơn hoặc bị khấu trừ tiền lương nhiều hơn so với số tiền họ phải trả. Họ mong muốn được hoàn trả xứng đáng mỗi năm. Một số người thậm chí còn sử dụng quy trình này như một cách tiết kiệm tiền. Kính chào khán giả xem YouTube. Thưa quý vị, Tổng thống Donald Trump không hề tránh thuế. Ông đã trả trước chúng. Theo Dick Morris, Tổng thống Donald Trump đã trả trước thuế, trái ngược với ấn tượng sai lầm trong câu chuyện của New York Times. Theo yêu cầu, ông Trump đã thực hiện khoản nộp thuế ước tính là 1 triệu đô la vào năm 2016 và 4,2 triệu đô vào năm 2017. Sau đó, hóa ra là ông đã không nợ thuế nhiều đến vậy, nhưng thay vì đòi lại tiền, ông đã để Sở Thuế vụ Hoa Kỳ IRS giữ lại và bù trừ nó cho bất kỳ khoản thuế nào trong tương lai mà ông phải đóng. Vì vậy, khi ông Trump chỉ trả 750 đô la tiền thuế trong 2 năm đầu tiên của nhiệm kỳ tổng thống, đó là bởi vì ông đã thanh toán vượt mức trong 2 năm trước đó, và số tiền thuế nộp dư ra đó bù cho một phần khoản thanh toán sau này của ông. Trong một thời gian dài, ông Donald Trump đã nộp thừa tiền thuế của mình đến 72 triệu đô la. Bởi vì một số khoản thanh toán thừa đó phát sinh hơn 2 năm trước đó, nên ông không được phép bù trừ vào thuế hiện hành. Tuy nhiên, ông Obama đã thay đổi luật để cho phép người nộp thuế truy ngược về quá khứ, và ông Trump đã bù trừ nghĩa vụ thuế của mình vào những năm tương lai bằng khoản trả thuế dư của mình. Vì vậy, Tổng thống Donald Trump đã không trốn tránh việc trả thuế. Ông ấy đã trả trước. Điều đó có gì sai? Nhiều người nộp thuế đã trả quá nhiều hoặc bị giữ lại tiền lương nhiều hơn số tiền thuế họ phải trả. Họ mong muốn được hoàn trả xứng đáng mỗi năm. Một số người thậm chí còn sử dụng quy trình này như một cách tiết kiệm tiền. Tất cả những gì ông Trump làm là khác. Ông đã để lại tiền thuế dư ra tại IRS và nhận tiền hoàn lại trong vài năm. Một chính phủ thiếu tiền mặt nên khen thưởng hành vi đó chứ không phải là phỉ báng. Và vì trong thời đại ngày nay, không có hành động tốt nào mà không bị trả giá trong chính trị, bản thân Tổng thống Trump cũng bị đâm thọt. Chẳng hạn trường hợp Tổng thống đã mua bất động sản gồm 200 mẫu Anh ở Winchester, New York và một khu tương tự ở Los Angeles. Ông đã có kế hoạch xây dựng sân golf và nhà ở trên đó, nhưng cả hai lần, Ủy ban phân vùng địa phương đều từ chối cho phép phát triển dự án. Vì vậy, ông Trump đã tặng quyền phát triển khu đất này cho một tổ chức từ thiện và được trích 119 triệu đô la, được gọi là một khoản giảm nhẹ từ thiện. Do vậy mà hiện nay những vùng đất đẹp ở mỗi địa điểm này sẽ được lưu tồn hoang sơ như là nơi trú ẩn của chim chóc và muông thú. Qua những điểm này, một số sự việc nổi lên. Một, ông Trump không bao giờ sử dụng bất kỳ biện pháp bất hợp pháp nào để giảm nghĩa vụ nộp thuế của mình. Ông luôn tuân thủ luật pháp. 2. Ông không bao giờ sử dụng quyền lực của mình với tư cách là một tổng thống để khiến IRS phải thực hiện các cú đấm của mình, mặc dù ông ta chỉ định giám đốc là người phục vụ theo ý thích của mình. 3. Ông Trump đã tận dụng mọi cách để cắt giảm gánh nặng thuế của mình. Bạn có biết bất kỳ người nộp thuế nào không làm như thế không? Thưa quý vị, tác giả Dick Morris là cựu cố vấn tổng thống và là chiến lược gia chính trị. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi vlog này. Xin được hẹn gặp lại những vlog tiếp theo. Rage on that beat, going crazy.